Đây, các bạn test thử cái lực kéo của nó cho các bạn xem này. Đấy. Đấy các bạn, kéo hẳn con motor lên đấy các bạn. Đấy, sợi lông cái đất luôn đấy. Đấy, ví dụ đây là một cái sợi lông Việt nha các bạn. Đấy. Đó các bạn, nó sẽ bị kéo và nó sẽ quấn lên nha các bạn. Quấn rất là chặt luôn. Anh ơi, chế máy vặt lông vịt đi anh. Trên Shopee đang bán với giá là 1,5 triệu. Đắt quá anh ơi. Ok bạn nhé, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chế một cái chiếc máy, nói chung là vặt lông vịt nhé. Cái máy này thì cực kỳ là đơn giản luôn, và giá nó rất là rẻ thôi. Và khi sử dụng cái máy này thì mọi người có thể luyện được cái khả năng kiên nhẫn, kiên trì và cái gọi là cái tính điềm đạm nha các bạn. Đây, giới thiệu với mọi người luôn. Đây. Cái này thì có thể sử dụng với cái gọi là tăng thêm cái tính kiên nhẫn, nhẫn nại của em nhá. Anh đùa em ấy à? Hay à? Anh đùa tí chú làm gì mà căng thế? Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành thiết kế một cái bản 3D nhá. Rất là nhanh thôi, tầm khoảng OK các bạn, và sau tầm khoảng vài tiếng đồng hồ thì mình cũng đã thiết kế xong rồi. Đây là cái vân hộp của nó nha các bạn. Vân hộp này lỗ nó rất là to tại vì mình sẽ sử dụng vòng bi nhá. Bên này là bánh răng này. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi in 3D nha các bạn. Đó, in 3D. Let's go. 1, 2, 3 máy sẽ chạy cùng lúc cho nó nhanh. OK các bạn, ở đây thì mình đã xong cái phần kết cấu của nó rồi nhá. Ở đây thì mình có sử dụng một con motor 180, nhưng mà nó không quay được các bạn, tại vì cái bánh răng này nó to quá, nó nặng quá các bạn, motor này nó không đủ tải. Đấy, đấu vào nó không quay nha các bạn. Đó. Nên bây giờ thì mình sẽ tiến hành vẫn để motor này ở đây, nhưng mà mình sẽ tiến hành thay một con motor khác nha các bạn, để cho nó khỏe hơn. Đây các bạn, đây là motor 180 nhá. Tải bánh răng to này thì nó nặng quá, không quay được. Đó, hai cái đầu này lúc nào nó cũng phải ghì vào nhau nha các bạn. Đấy, nó không có một khe hở đâu cả. Đấy, thì khi mà lông nó bị mắc vào đây các bạn, nó sẽ kéo lên, nó giật cái lông lên nha các bạn. Đó, đây là cái máy nhổ lông vịt các bạn. Đấy, sắp đến Tết rồi, mổ vịt nhiều lông quá nên phải chế cái máy nha các bạn. Đó, thì mình sẽ sử dụng động cơ nào? Ở đây mình sẽ show cho các bạn xem một con motor giảm tốc nhá. Đây, con motor giảm tốc này là chạy điện từ 12 tới 24V. Đấy, mình có thể tăng cái tốc độ của nó lên tùy chỉnh. Đấy, nó sẽ có một hộp số giảm tốc ở đây các bạn nhé. Nó sẽ giảm tốc độ và tăng cái moment xoắn lên. Ở đây thì mình có kết hợp với một cái đầu, cái khớp nối cắp đăng, để còn có thể bẻ cong cái trục của nó nha các bạn. Thì nếu mà trục thẳng thì cái motor nó sẽ bị loe ra ngoài như thế này, nhìn nó sẽ không có được thẩm mỹ lắm. Đó, nó loe ra theo cái chiều trục ấy. Nhưng mà ở đây thì mình có cái trục cắp đăng thì mình có thể bẻ nó cong vào như thế này. Đấy, khi mà mình thiết kế một cái hộp thì nhìn nó sẽ thẩm mỹ hơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành test thử nha. Đó, mình sẽ vít cái ốc này lại. Đây, con này thì không phải chạy 1S nha các bạn. Con này là chạy phải 12V hoặc là 24V. Đó, 1S vẫn quay được các bạn nhé. Cái motor này nó rất là khỏe. Đây, chỉ cần pin 1S thôi, nó đã quay rồi.
Rồi các bạn, cực kỳ là khỏe luôn. Đó. Nhưng mà tốc độ này thì vẫn chưa đủ đâu các bạn. Nó phải lên tốc độ khoảng 12V hoặc là 24V nha các bạn. Đó, bây giờ thì mình sẽ thiết kế thêm một cái phần khung đỡ motor nha các bạn. Đó, đỡ motor. Còn motor này thì để đấy luôn nha các bạn, khỏi phải tháo ra lại phải đổ lại cái vòng bi, nó mất hơi mất thời gian nha các bạn nhé. Đó, phiên bản này là cái phiên bản thử nghiệm đầu tiên của mình nha các bạn. Ok các bạn, đây, vậy là mình đã hoàn thành xong một cái cỗ máy nhổ lông vịt nha các bạn. Đấy, cỗ máy này trên Shopee hiện tại đang bán là 1,5 triệu nha anh em. Đấy, mình chỉ bán phần rưỡi thôi, 1 triệu tặng mọi người. Đấy, nó sẽ có cái thiết kế như thế nào và nó sẽ hoạt động như thế nào thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành test thử cho mọi người xem nhé. Đấy, ở đây thì mình cấp một cái nguồn là nguồn 24V. Đấy, chỉ việc là đậy thêm cho nó một cái nắp hộp lên đấy nữa là thành một cái máy thôi. Đấy, sâu như thế này để cho mọi người nhìn nó xem là nó hoạt động như thế nào cho nó dễ nhá. Đấy, trước hết thì mình sẽ bật máy lên này. Đấy, đây là một cái bộ điều tốc cho bạn có thể tăng giảm tốc độ này. Đấy, đặc biệt là motor giảm tốc thì nó có thể quay được rất là chậm như thế này. Nhưng mà với những con motor như thế này chẳng hạn các bạn, đấy, các bạn hạ buôn xuống là nó sẽ dừng luôn, nó không có quay chậm như này đâu. Đấy, nó có hộp số giảm tốc là nó sẽ quay được chậm như này nha các bạn. Đó, sẽ tăng tốc lên. Này là 10V nha các bạn. 14V. Mình sẽ lên 10V nha các bạn. 20V, 24V. Đấy, nó sẽ hoạt động như thế nào? Đây, test thử cho mọi người xem nha. Đấy, ví dụ đây là một cái sợi lông vịt nha các bạn. Đấy. Đó các bạn, nó sẽ bị kéo và nó sẽ quấn lên nha các bạn. Quấn rất là chặt luôn. Các bạn, nói chung là không có lông vịt thì hiện tại thì không có đi mua được vịt các bạn. Đấy, nên là test thử cái lông tay mình cho các bạn xem nhé. Đây, test thử lông tay cho mọi người xem này. Ok các bạn, tay thì mình cũng có một chút lông để test thử xem là nó có nhổ lông tay không nhá. Nếu mà lông tay mà nó nhổ được thì mấy cái sợi lông vịt là chuyện nhỏ nha các bạn. Đấy, đấy các bạn, nó giật ra tát các bạn nhá. Đấy, đấy các bạn có thể thấy là hết lông luôn. Nó chỉ lăn lăn như vậy thôi mà nó giật tung hết lông lên nha các bạn. Đó, nó không lên thì nó sẽ bị nghiền nát luôn. Này, mình có thể tăng môn lên cho nó quay nhanh hơn nha các bạn. Trời ơi, lông đen rồi. Đây các bạn, không biết là máy quay có đủ lắm ha, lấy nét hay không. Đây các bạn nhá, không biết là nó có lấy nét được không. Đó, như cái vùng này các bạn rất là sạch này. Và hiện tại đang hết sức là rát cho các bạn, thay vì nó giật hết cả lông tay của mình lên. Đó, những cái sợi nào mà nó không giật lên được là nó sẽ nghiến cho đứt luôn. Tại vì cái lông tay của mình nó mỏng hơn. Nếu mà các bạn sử dụng lông vịt ở đây thì cái lông vịt nó sẽ cứng hơn nhá, nó sẽ kéo dễ hơn nha các bạn. Đấy, cái phần này nó phải cực kỳ là khít nha các bạn. Đó, khít thì nó mới kéo được lên. Đây các bạn. Đó, chỗ này thì nhiều lông hơn này. Đó, chỗ này thì mình vừa với cái lăn lăn nó hết rụng bớt. Đó các bạn. Và một điểm lưu ý nữa cho các bạn khi mà chế cái chiếc máy này là phần đầu này thì là cũng cần phải có một chút ma sát nha. Mọi người sẽ lấy cái rũa. Đó, rũa này. Đó, rũa theo cái chiều dọc nhé. Đấy, rũa theo chiều dọc này. Đấy, xoay xong lại rũa. Xoay xong lại rũa. Xoay xong lại rũa. Đấy, nó sẽ làm theo cái đầu này nó bị xước theo cái chiều dọc. Và khi mình quay nó sẽ tạo thành những cái rãnh để nó kéo cái lông lên.
Ok các bạn, đây là phiên bản hoàn thiện nha các bạn. Đấy, được sơn đen và ở trên là có cái màu tím hết sức là nam tính nha các bạn. Ở trên thì là có vòng bi, bạc đạn các thứ đầy đủ nha các bạn. Trên dưới này, rất là xịn sò luôn. Đảm bảo là nó sẽ xịn hơn cả phiên bản gốc cho các bạn. Đây. Đó, sử dụng hai bánh răng và được ép kính Nikka trong suốt để mình có thể nhìn thấy cái cơ cấu hoạt động bên trong. Đây các bạn, đây là cái vườn mình test các bạn. Để ngón tay ở đây các bạn, phát là nó kéo cả ngón tay lên các bạn. May mà giật ra kịp. Đây. Cái động cơ này nó rất là khỏe nha các bạn. Nhìn nó khe nó khít này các bạn, nhưng mà nó hút cả cái ngón tay của mình lên đây các bạn. Nó lăn cho một vệt dài đây. Đó các bạn, cái này thì nói chung là mọi người nhìn nó không nguy hiểm lắm, nhưng mà thực ra thì nó cũng hơi nguy hiểm đấy. Đấy. Không cẩn thận là nó kéo cả ngón tay mình lên các bạn. Đấy. Thì cái này nó có thể vặt được là lông vịt nha các bạn. Đấy, lông vịt, nhưng mà lông nó ngắn ngắn thôi, kiểu như cái lông măng các bạn. Còn những cái lông dài quá là nó sẽ quấn, nó khó hơn. Đấy, bây giờ test thử cho mọi người xem nha. Ở đây thì nó có một cái jack nguồn đấy các bạn, cắm vào là hoạt động nhá. Con này nó chạy điện 24V, tùy vào cái motor giảm tốc mọi người sử dụng là gì. Đây thì mình sử dụng 24V. Đấy. Để vào nó sẽ giật hết lông tay lên các bạn. Lông tay mà hoặc là nó cứng quá thì nó sẽ giật cho đứt luôn lông các bạn. Đây các bạn test thử cái lực kéo của nó cho các bạn xem này. Đấy. Đấy các bạn, kéo hẳn con motor lên đấy các bạn. Đấy là xoay lông cái đứt luôn đấy. Rất là dã man. Đó, tại vì sử dụng cái động cơ giảm tốc các bạn nên nó rất là khỏe. Đó, nên là vừa nó hút cả ngón tay của mình vào các bạn. Đó, hút cả ngón tay đấy. Tuét máu. Ok các bạn. Đấy, một cái sản phẩm nhổ lông vịt nha các bạn. Ok, vậy đã thành công rồi nha các bạn. Nhưng mà rất tiếc là không có vịt để test anh em ạ. Đợt này Covid nó cũng đang hơi căng nên là cũng không dám phi ra chợ mua vịt về test thử cho mọi người xem. Nhưng mà mình nghĩ thế này là thành công nha các bạn. Đó, thành công nhá. Tôi nhổ được cả lông tay này. Đấy. Đấy các bạn nhá. Lời mấy cái lông măng của vịt là chuyện hết sức đơn giản. Ok, và mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhá. Bye bye.